Xin giới thiệu với các bạn là một cái combo chân ga, chân phanh. À, bộ chân phanh dầu thì có khóa, và một bộ chân bên này là một bộ chân ga này, dây ga đây, và đây là chỗ kéo ga này, đây này. Cái này thì bố trí theo như thế này, để dạng treo lên như thế này. Đấy, các bạn đạp ga này, đạp phanh dầu này. Cái bộ này thì nó dành cho xe côn tự động, chỉ có ga và phanh thôi. Đấy, chân phanh dầu thì sẽ có thêm chức năng khóa. Khi các bạn đạp phanh xuống thì chỉ cần tì cái cần này xuống, nó sẽ khóa vào cái này và nó sẽ chống trôi xe. Ở đây là sử dụng dây này. Đấy, cái này thì nó là một cái lỗ nhỏ ở đây, là với một cái mục đích là sử dụng dành cho phanh dây kéo tay ấy nhá. Thì nếu mà đây là chống ti dầu vào đây thì chỗ này là sẽ là kéo dây kéo vào đây và kéo lên cái tay phanh kéo cạnh đó. Còn không thì mình sử dụng luôn cái bộ khóa này cũng được. Đấy, các kích thước cơ bản của nó thì nó có chiều dài là khoảng 30 và chân đế của nó là 15 và 20. Cái này thì nó sử dụng cho các loại dây ga của xe máy, dây ga, dây côn đều lắp vào đây được. Đấy, đây các cái dây ga của xe máy đều có thể là lắp vào được với cái khóa này, lỗ khóa này. Mình lắp cái dây ga xe máy vào đây, bắt qua cái vị trí giữ cố định này, rất là tiện lợi cho với các bạn tháo từ xe máy ra là dùng được luôn. Em có để link đặt hàng ở ngay dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.